Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, ngày 23 tháng 6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa được ghi nhận phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70mm, một số nơi cao hơn như Bá Thước ở Thanh Hóa với cường độ 138mm, Phúc Do Thanh Hóa 126mm, Chế Tạo Yên Bái 108mm và Khun Hà Lai Châu 99mm. Trận mưa lớn đêm qua là một điều kiện bất lợi cho rau màu đang phát triển trên đồng ruộng. Vì vậy, bà con nông dân cần có những biện pháp tác động tích cực kịp thời nhằm giảm thiểu lượng rau màu bị thất thoát do úng hoặc là gặp bệnh hại bằng các biện pháp như sau. Khơi thông dòng chảy, nạo vét rỗng luống tiêu thoát nước trên đồng ruộng. Sau mưa, trời có nắng, gió thì phù vén màng phủ gần gốc cây để lộ đất cho bộ rễ được thông thoáng, nước sẽ bay hơi nhanh hơn và nấm, vi khuẩn cũng không phát sinh gây hại cho cây bệnh. Bên cạnh đó thì nếu có điều kiện nên bổ sung một lượng cho bếp nguội vào gần gốc cây để cho hút nước lên bề mặt nhanh. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao vẫn là tác nhân gây mưa vừa, mưa to và dông ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Cục bộ có nơi có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Trong khi đó, các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ, từ Hà Tĩnh trở vào cho đến hết các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 37 cho đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Ở khu vực Tây Bắc, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến trong khoảng là 45 đến 65%. Cảnh báo ở Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 26 tháng 6, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trở lại. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.